rồi dậy cái gì rồi. Chơi đẹp lắm. Nuôi mấy năm rồi? Mẹ tháng mùng năm Tết bắt mấy năm đi ơi. Mùng năm Tết á? Bắt về lấy nó sổ ra về lại đào tắm lại. Mẹ siêu phẩm nhảy như này. Trẻ trẻ trẻ. Đàn bồ câu trên. Trẻ đi. Nào, năm nay lấy cúp cho anh. Nào, năm nay chúng ta sẽ cùng lên đường em yêu. Làm gì? Làm giải. Giải đâu? Mày nhìn về nhà rồi không thì thì mẹ đang quay video tối up lên hội nha. Cùng nó xấu quần. Đấy là sự thật đây, nói thẳng mặt nó mẹ nó xấu đây. Dạ. Yeah. Chơi thì không nên lấy lại sự thật. Là nghệ nhân này hả? Ô, oh, cái đàn bồ câu trên trời này. Con nào ché mà đi ra ngoài kia nghe thấy rõ bằng một sợ. Cái đâu? Kêu. Cái gì anh? Sáu. Ché không đâu. Ché không đâu. Sáu anh. Tiến luôn này. Nói gì cho ngọc cái chơi đi mang về nó lên nó thuận dành. Cho nó căng nó mới nhanh thuần. Nào. Mẹ chạy bốn xung quanh lồng luôn. Mai về cho mày hai cục góc. Bốn cục góc. Đánh bốn mặt vào con đầu chơi đấy. Đầu đi sang lại. Ừ, chơi đấy nhỉ. Chiến binh không mệt mỏi mình. Bồ câu chạy được việc bồ câu chim mình chơi trong lồng việc của chim mình ấy, nó có ăn chim mình đâu mà sợ. Nào gì đây? Nhảy nhiều mệt đi ăn rồi. Mày chết với ông. Siêu phận đi rồi. Được anh nhờ anh nhờ. Này này vào top 10 rồi nhờ. Xiên ra bên kia. 11 rưỡi rồi. Hơn 2 tiếng rồi. Em đi anh. Cho một con đương nhiên nó sẽ chậm lại. Chậm sao được, không phải chậm. Để ấy thêm hay là... Dí con mọc vào đây. Dí con mọc vào đây đi. Tiếp theo cái cứ cắm phần mềm nó về xong là... Để mình thử dí con kia vào nhá rồi. Xem nó nhảy nhá. Vâng, đăng ký này. Bà con kia 3 triệu tiền qua mẹ. Bây giờ mua này
lúc nào Quang xong chửi mình ngu đi bán 3 triệu thì có chịu cụt móng này. Cái con đấy thì còn bao nhiêu tiền nữa Quang? Thế con đấy chơi hay cho anh. Bạn mua ra để cái con chơi như thế mà 3 triệu. Con đánh như thế mà anh. Em ngu đấy em bán gì đấy. Thì có bạn mới mua được. Á à, công ngày xưa mua là con 1.7 triệu đánh được giải nhưng bây giờ khó. Không em nói thật mà, con đấy đánh đều mà, con đấy bây giờ để mà nhá, hùng hề lúc đấy mình cũng ngu cơ. Cơ bản là mình đéo biết là nó lửa mới xong là nó khô lông. Như con này đầu tiên lên em nói anh chơi nhá. Toàn đứng rũ rù thôi. Con đấy chơi hay cả con này. Con đấy chơi đều. Con đấy hay đều luôn. Từ mấy hôm lại không có con đấy là như hay nhá. Ê mình đi bán thì mai nhắn tin hỏi không bán lại. Nó ghét chắc là ghét luôn, mình bán luôn, mất máu rồi. À ừ, đương nhiên cái đấy nó bị giảm tiền nó bị nữa. Tôi chẳng quan trọng. Nó bẩn tôi còn mua 1 triệu bạc bỏ. Con chim nó trong cái lô bắt 10 con đấy, bắt 5 con đến 10 triệu đấy. Cứ là mình giảm đấy, mình ngâm chân chó thì phải đẹp. Nhưng mà là con đấy ác thật nhỉ. Hồng ơi, bạn nhớ con nào mà rơm, bạn nhớ con nào rơm mà mình bắt trong cái lô đấy không? Con đấy sau này mình nghĩ cũng chơi ác, của con lông nó xấu thằng kia nuôi hỏng hết lông nó đéo chơi thôi. Cái con mà bạn mình bán 3 triệu lên nó có chơi đâu, đầu tiên nó có chơi đâu. Đây con chi vậy đẹp mấy bạn đéo chơi ở nhà em đầy con mẹ màu lân cụp vào con này lân đây con lồng mun đến lân đây lân tê hẳn hòi nhá con kia lân đi cái gì con này mấy nữa cũng thành lân hết sắp lân hết rồi sang năm xem lân lân như này. Lần như con của mình đặt mình gã ông kia 15 triệu ấy. À bây giờ thấy đổ phết đúng không ạ? Thì bảo đây bán con đấy tiếc thật, không nhận tiếc. Thôi được ạ. Chụp tiếc con đấy thật. Bây giờ cho mình chuộc lại 3 triệu mình vẫn chuộc lại con đấy. Cho 3 triệu rưỡi mình vẫn chuộc. Mà nó đánh đều tâm tắp luôn anh Quang nhỉ? Từ đầu đến cuối 2-3 tiếng vẫn đều như thế. Bây giờ kiếm được con chim bây giờ mà đoạn mua là bà mua con chim là tầm mình mua chim 2 triệu và trước chắc là 2 triệu. Bây giờ anh mua con mộc đẹp đã 2 triệu rồi. Đấy. Hỏi Hùng kìa mua mộc 5 triệu kìa. Bây giờ mộc thái độ tí các ông đã toàn triệu bạc rồi còn gì nữa. Là gì có chim mấy trăm nghìn. Nói gì. Trước khi mà răng năm ngoái cái năm nay khó đâu, năm nay đắt lắm. Thôi, đừng thôi. Từ đã, đánh đi, đảng đánh hẳn.